bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ Vifoto thiết kế ra một cái bộ phận để mình bắt dùng để che nắng. Cái mùa này còn bị rất là nóng và nắng, cho nên là rất thích hợp ở cái mùa nắng này. Thì bộ nó bao gồm là nhất là UC2 và thứ hai nữa là AM4 kit, đây là bộ của nó. Và cái một cái dùng thì tôi sẽ thao tác cho các bạn xem. Đây bộ nó là tháo ra đây. Thì trước mắt trước là mình phải ráp hai cái này vào. Đây trước tiên mình ráp được UC2 vào cái AM4 kit ở đây. Rồi sau khi mình ráp AM4 kit xong mình sẽ ráp vào cái chân máy. Thì trên máy ô tô nó có cái lỗ ren này để mình ráp này vào. Rồi sau khi ráp vào rồi thì mình sẽ điều chỉnh cho đây là vị trí cái dù mình sẽ kẹp ở đây. Thì các bạn thích dù kẹp trước hoặc kẹp sau mình sẽ xoay qua hoặc xoay lại, hoặc là thích nâng lên nâng xuống thì đây nó có vị trí mình nâng lên cao, thì tùy mình ha. Mình xoay nó thích hợp nâng lên cao hoặc thấp hoặc gần máy cũng như vậy, mình thích như vậy. Thì tôi sẽ siết cái này cứng lại, nó sẽ khóa luôn. Đó, khi mình siết cái con vặn này thì đây là nó sẽ khóa hết bộ phận cái nắp luôn. Rất là cứng. Sau đó mình chỉ đắp cái dù lên. Đây bốn cái dù mà mình sẽ kẹp nó vào khe này. Rồi bây giờ giả sử cái nắng ở vị trí nào có thể mình điều chỉnh mình bằng cách mình nới cái tay vặn này ra, là mình điều chỉnh dù qua lại hoặc là tới luôn, tùy theo nắng hoặc mưa với mình. Rồi còn có nhiều người hỏi tôi rằng là cái dù này nếu mà gió mạnh quá thì sao? Thì nếu mà dù mạnh quá thì gió mà mạnh quá cái dù chắc chắn nó thổi nó sẽ bay và gãy hết, thì tùy theo cái dù có mạnh có tốt hay không. Và cái chân máy thì nó cứng. Các bạn trên máy cứng thì cái dù mà nếu mà gió mạnh quá thì là cái dù nó sẽ gãy thôi, chứ về máy thì rất an toàn. Xin hết. Video sau tôi sẽ chia sẻ một cách sử dụng những con kit nhỏ như thế nào. Xin chào các bạn.